Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với anh Phan. Thì hôm nay là một ngày cuối tuần, em cũng lên em xin phép được làm một cái video để phân tích về những cái diễn biến của thị trường ở tuần này, và em sẽ nhận định những cái diễn biến và những cái kịch bản có thể xảy ra ở trong tuần sắp tới, bắt đầu từ ngày 18 anh chị nha. Thì chúng ta đảo sơ về một số tin tức ở một cái trang chủ của Fire vào những ngày cuối tuần ha. Thì một số cái media của những cái báo chính thống viết về những cái nhận định của các chuyên gia của các công ty chứng khoán, khi mà họ sẽ nhận định rằng VN-Index sẽ vượt mốc 1.500 điểm ở nửa cuối năm, và một số nhà quản lý khác cho rằng thị trường sẽ về 1.100 điểm. Thì tăng hay giảm thì không biết, nhưng mà một số cái báo này đưa ra thì nó cũng viết gọi là viết chung chung quá, không có một cái quan điểm rõ ràng nè. Thủ tướng không siết tín dụng bất động sản ồ ạt, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thì cũng là một tin tương đối tích cực đối với bất động sản ha. Doanh nghiệp lao đao vì giá xăng dầu giảm mà giá nguyên liệu không giảm thì cái này cũng là điều đương nhiên thôi đó. Kể những cái giá trị của những cái vật phẩm ở trên thị trường, thường thì khi mà giá xăng dầu nó tăng thì nó sẽ tăng giá theo, nhưng còn ngược lại giá xăng dầu giảm thì tất nhiên những cái nguyên vật liệu này nó không chạy theo kịp với giá xăng dầu, nó thường là một mô típ như thế anh chị ha. Thì những cái tin này nó một phần nó phản ánh lạm phát đó anh chị, lạm phát đấy. Thì chúng ta sẽ làm gì anh chị, sẽ thường thì đoạn này chúng ta sẽ không đánh vào những ngành sản xuất anh chị ha, không đánh vào những cái ngành sản xuất, cổ phiếu ngân hàng, phân hóa tuần qua, nhóm tự doanh thoát hàng. À thì tuần qua tuần vừa rồi thì tạo lập họ cũng đánh rất là hay anh chị, họ đánh rất là phân hóa, có ngày thì dòng này tăng, có ngày thì dòng kia tăng, có ngày thì ngân hàng, có ngày thì bất động sản, có ngày thì khu công nghiệp, có ngày thì chứng khoán anh chị ha. Họ đánh rất là phân hóa, họ đánh xoay dòng các ngành, nhưng mà cuối cùng thì sao anh chị, cuối cùng thì vừa kết thúc tuần thì những ngành tăng nóng giờ giai đoạn vừa rồi nó sẽ bị giảm cái đà tăng so với sự hồi phục của mặt bằng chung, anh chị hiểu ý em nói không ạ? Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục can thiệp để nâng lãi suất liên nâng lãi suất VND liên ngân hàng để chi anh chị, để nâng cái mức giá của đồng VND của chúng ta, của đồng Việt Nam so với USD đấy anh chị. Ok, mình lướt qua một số tin tức như thế thôi, và mình đi đến chuyên sâu một tí về thị trường chung anh chị ha. Thì như anh chị có thể thấy đây là biểu đồ 3 tháng, bây giờ mình tí 1 tháng ha. Đó thì 3 tháng và 1 tháng nó biểu thị cái gì anh chị, anh chị thấy rõ ràng nó vẫn đang nằm ở trong mấy khung anh chị. Anh chị thấy cái hình chữ nhật này không? Đó thì nó vẫn đang nằm trong một cái khung, gọi là một cái khung xe quay hơi to một tí anh chị ha. Đấy, 3 tháng thì mình càng nhìn rõ hơn nữa. Đây chúng ta có thể thấy một cái khung xe quay ở quanh những cái vùng đáy, và cái điều tích cực ở đây, nếu mà chúng ta nói đến tích cực thì chúng ta sẽ chờ đợi điều gì, thì chúng ta sẽ chờ đợi một phiên gap up với khối lượng là 1,5 lần so với 10 phiên trước, và biên độ dao động nó tăng khoảng 1,5 lần đó, tính từ cái điểm 1.179 hoặc là 80 này anh chị ha. Đó để, cái đó là cái gì anh chị, cái đó là cái phiên bùng nổ theo đà. Thì phiên bùng nổ theo đà nó được cái gì mà thị trường người ta tích cực thì người ta phải hướng tới nó. À mình đi vào mình xem phiên bùng nổ theo đà thì được cái gì anh chị ha. Đây cái này thì nó chưa đạt được đâu, tại vì 10 phiên trước nó cũng lớn quá. Mình nhìn như một xíu nữa ha. Đây đây có thể gọi là một phiên bùng nổ theo đà này anh chị. Đó thì phiên này, phiên ngày ngày 4 tháng 6, ngày 6 tháng 4 năm 2020 vậy ha, thì nó mở cái gap down và cái khối lượng nó tăng đó, hơn hơn 10 phiên trước khoảng 1,5 lần, và cái biên độ dao động của nó thì nó tăng bao nhiêu phần trăm chị, nó tăng đến tận gần 5% anh chị ha. Thì sau khi bùng nổ hơi đà thì thị trường nó tăng liên tục, và sau đó nó chững lại để nó sideways quay. Thì giai đoạn này chúng ta gặp cái gì anh chị, gặp cái dịch Covid ấy anh chị ạ, gặp cái giai đoạn dịch Covid ấy anh chị, thì nó hơi bị gặp khó khăn một tí ha, khó khăn một tí, nhưng chỉ trong ngắn hạn thôi anh chị, nhưng ở trong ngắn hạn thôi, từ giai đoạn tháng 6 tháng 8 trong vòng 2 tháng thôi anh chị ha. Thị trường nó ổn định lại và sau đó nó lại chạy tiếp, và nó tăng liên tục, nó tăng liên tục anh chị, nó tăng từ mình tính từ cái phiên bùng nổ đà ở những cái mốc điện 700 mà nó tăng một lần gần 400-500 điểm anh chị, nó tăng lên 1.400 luôn là anh chị. Đấy từ 700 lên 1.400 nó tăng gấp đôi luôn anh chị. Thì đó là kết quả của sự bùng nổ hay đà. Thì ở đây đa số ở trên thị trường ở khoảng 70, 80, 90% nhà anh chị mình vô tình lướt sóng thành cổ đông,
đó, cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình lướt sóng thành cổ đông anh chị ạ. À, thì đa phần những nhà đầu tư ở trên thị trường hiện nay thì có những cái mức lỗ nó rơi vào khoảng tầm 20, 30, 40% là rất bình thường anh chị. Còn những nhà đầu tư mạo hiểm một tí, nhà đầu cơ một tí thì họ đã chấp nhận những cái mức lỗ, em nghĩ rằng họ đã chấp nhận ở những cái mức lỗ khoảng 50, 60% luôn đó anh chị. Đấy, thì khi mà thị trường down thì nó khốc liệt như thế đấy. Và thị trường nó bùng nổ hay đạt thì nó sẽ ngược lại, nó có thể là tăng tăng điểm cực kỳ tốt và nó có thể hồi lại cái vùng nền trước, cái vùng 1.400, 1.500 ở trước. Em xin lỗi chị ha. Và đấy, khi mà nó bùng nổ hay đà thì nó sẽ như thế anh chị ha. Và hiện nay thị trường đánh khá là tốt ở quanh những cái vùng đáy như thế này nè anh chị, quanh những cái vùng đáy đánh khá là tốt ha. Mà mình thử mình nhờ lại xem đây, thị trường nó đào được bao nhiêu, nó đào được bao nhiêu tháng rồi chị ha. Ở từ tháng 4 đến tháng 7, gần giữa tháng 7 đến tháng 8 rồi anh chị, nó gần 3 4 tháng rồi nha. Thị trường đau thương thì thị trường nó sẽ đau quanh quanh những cái vùng tháng như thế anh chị ha. Và sau đó nó sẽ có những cái phiên hồi phục tốt và nó có thể là hay hơn nữa, may mắn hơn nữa ở Việt Nam thì có thể bùng nó hay đào luôn anh chị ạ. À, đấy, thì ở tuần vừa rồi thì anh chị có thể thấy anh chị mở cái investing lên em ha. Mở cái investing đấy chứ anh chị, để mình xem cái số liệu chứng khoán thế giới đó anh chị. Đấy, thì mình xem ở dữ liệu chứng khoán thế giới đâu rồi. Đây, Dow Jones này bên Mỹ anh chị ha, thì Dow Jones nó cũng có một cái phiên tăng giá khá tốt anh chị ạ. À, nó có một cái phiên tăng giá khá tốt anh chị ha. Đấy, thì thường thì những cái vận động của cái nền chứng khoán ở bên Mỹ là Dow Jones anh chị, thì nó sẽ liên đới đến những ngành chứng khoán ở trên toàn cầu anh chị ha. Đấy, thì Dow Jones có một phiên tăng tốt ở ngày thứ sáu vừa rồi, thì em hy vọng rằng thứ hai này nó sẽ không có tái diễn những kịch bản bị giảm điểm nữa. Tại vì thường thì khoảng một tháng nay thì thường thì thứ hai, nhưng những cái ngày thứ hai thì đa số là tạo lập, họ sẽ đạp khá sâu anh chị ha. Và trong tuần sau ngày thứ hai đó thì thị trường nó lại hồi phục khá tốt, và hy vọng rằng khi mà Dow Jones nó xuất hiện một cái phiên mà hồi phục như thế đó anh chị, thì thị trường ở Việt Nam nó sẽ liên đới theo ha, nó cũng sẽ phục hồi mà nó không đạp nữa ha, để chúng ta có một cái tuần mà nó vạn sự khởi đầu nan anh chị, chứ không có nan gian nan rồi bắt đầu giảm đâu anh chị ha. Đó, thì mình bước vào sau một tí đối với mảng ngành ngân hàng anh chị ha. Thì phân tích chung như thế thôi, thì chúng tôi bước đến cái mảng ngành ngân hàng nè. Thì ngân hàng anh chị cũng có thể thấy một số mã cổ phiếu thì nó cũng không có biến động lắm đối với cái phiên giảm điểm khoảng 3 điểm, 3 điểm như thế này ha, thì cũng không có biến động lắm, chỉ quanh đâu đó tham chiếu một số mã ngân hàng mà nó bị bo cung quá thì nó hơi giảm sâu một tí chị ha. Đó, với những ngân hàng đa số nổi bật như là SCB thì lần quanh đâu đó tham chiếu, BIDV thì dữ lắm cũng 1%, HTBank thì cũng lần quanh tham chiếu anh chị ạ. À, đó, một số mã cổ phiếu còn tăng xanh đó này đấy, nhưng mà nó tăng xanh thì nó cũng lần quanh đâu đó tham chiếu, và tạo lập đánh cái con nguyên việc này nó đánh hồi phục khá đẹp khi nó đâu đâu quanh nó 14 chẳng luôn anh chị ha. Đấy, mà SP thì đoạn trước nó giảm mà nó hơi bị bo cung một tí, thì đối với những cổ phiếu bo cung thì anh chị cũng có thể thấy rằng nó giảm thì nó giảm cũng rất nặng, nhưng mà nó hồi phục cũng tốt, mặc dù thị trường nó giảm đẹp anh chị. Đấy, MBB thì cũng là quanh tham chiếu là chị, 0,05 thì có đáng bao nhiêu đâu đúng không nào. Đó, OCB thì hơi bo cung một tí này đấy, và khi bo cung một tí thì nó giảm thì nó cũng giảm khá nặng anh chị ha, tại không có mua bán mà tạo lập cuối phiên họ chừng đưa một lệnh họ khớp vào thôi thì nó đã chín ngay bởi những cái con điểm nặng, anh chị hiểu có vấn đề nó không ạ. À, đấy, Techcombank này đấy cũng tăng, thì tăng cũng là qua nào đó tham chiếu thôi anh chị, thì băng nó cũng như thế thôi. Đa phần chúng ta thì lấy một số ví dụ ở một số cổ phiếu nổi bật khác là bật trên thị trường anh chị ha, thì đa phần thị trường nó sideways quay thì những con băng này nó cũng như thế thôi anh chị, nó cũng sideways quay đâu đó vùng đáy này anh chị thấy không. Và nó con ICB này thì nó đoạn rồi, nó khá là tốt đối với thị trường ấy ha, thì đây cũng không gọi là đáy lắm, đáy là ở quanh những vùng này anh chị ha. Thì con này hiện tại nó hồi phục khá tốt và nó đang tích lũy ở cái khung hình này anh chị, cái khung mà quanh 23.5 đến 24 anh chị ha. Đấy, và con ICB này và những con khác ở cái dòng băng thì nó cũng đa phần là như thế chị ha, lấy một số mọi con khác như là MiBank này anh chị, đấy nó cũng tương tự thôi, nó cũng sideways đâu đó chứ nó cũng không có neo giữ ở những cái vùng giá cao anh chị, mà nó cũng không có bị đạp sâu quá đối với những cổ phiếu khác. Em một lát em cho anh chị xem đối với những cái mảng ngành khác ha.
đấy nó cũng sẽ quay đâu đó trên này thôi. Và sắp tới nếu mà thị trường hồi phục tốt thì chắc chắn một điều là đó với những con ACB hay là MBB thì nó sẽ hướng lên những cái vùng kháng cự ở trước này anh chị ha. Đấy một con khác đó nè, tới Kim Băng này ha. Tới Kim Băng thì cứ 36, 37, 36, 37 đoạn này thì một số chị hỏi em đánh dài hạn con Tết Kim Băng được không, thì mình cứ chờ thoải mái đoạn này thôi. Nó vẫn còn đang ở vùng nền anh chị, nó vẫn còn đang ở vùng nền khá tốt khá đẹp anh chị ha. Đấy ở trước nó đã có một vùng kháng cự lớn rồi, thì khi mà cổ phiếu nó hồi phục thì nó chắc chắn là một điều nó sẽ đâm lên đây nhé. Tại vì cái vùng này nè anh chị, cái vùng mà con ACB nãy và con MB Bank nãy thì cái vùng này khá dày, như con Techcombank này thì nó bị gãy khá sâu anh chị, thì sớm thôi nếu mà thị trường hồi phục thì nó sẽ đâm lên cái vùng này, và không có nhiều anh chị nhà đầu tư mình ở quanh những cái vùng này thì cổ phiếu nó lại đâm lên tiếp những cái vùng này anh chị. Tại vì đa phần những nhà đầu tư anh chị mình tham gia vùng này thì cái vùng nào nhiều người thì nó sẽ bị dừng lại chỗ đó, nó vui chơi một tí ở những cái vùng đó, mà những cái vùng ít người thì nó chán, nó sẽ tăng lên anh chị ha. Anh chị hiểu em nói không ạ? Em ví von một số cái ví dụ cho mình dễ hiểu đó anh chị. Ở những cái khu vực nào mà nhiều anh chị mình vui chơi ở đấy thì những cái cổ phiếu, những cái giá cổ phiếu nó rất là ham vui anh chị. Đấy nó tăng lên tới những cái vùng đó và nó sẽ ham vui ở cái đoạn này, nó sẽ dừng lại anh chị ha. Đó thì tại sao lại nói vậy? Tại vì em so sánh một điều cho anh chị biết rằng ở đây con Techcombank này ở đây nó khá là thấp so với ở đây anh chị ha, nó rất là ít người tham gia ở cái vùng này. Đấy em ví dụ thôi anh chị ha. Đấy nó rất là ít người vui chơi cái vùng này thì nó sẽ đâm qua cái vùng này luôn mà nó không bị kẹt lại, giống như ai anh chị, giống như của MB Bank này anh chị ha. Đấy MB Bank này thì đoạn này nó hơi dài ra một tí và nó có nhiều phiên đi ngang, và nhiều anh chị mình tham gia vui chơi cái vùng này thì khi đó con MB Bank này nó sẽ tăng đến đây và nó sẽ vui chơi cái vùng này một khoảng thời gian anh chị ha, để khi nào nó chán rồi nó mới về là những cái vùng này vậy ha. Đấy thì một số con khác như là bất động sản đi anh chị, bất động sản thì tuần vừa rồi cũng hồi phục khá tốt anh chị ha. Đấy một số cổ phiếu như có thể là Dixel thì đầu phiên nó cũng tăng khá là tốt đó anh chị, nhưng cổ phiếu nó cũng sẽ bị dập lại thôi, tại vì trong một quá trình đi lên của cổ phiếu phải có những cái người họ phải chán cuộc chơi họ đi thôi anh chị. Đó đó là em nói cái câu đó để em đại diện cho những anh chị nào mà mua ở những cái vùng dưới đây nè anh chị, mua ở những cái vùng dưới đây nè anh chị, để em tắt cái khối lượng cho dễ nhìn ha. Đấy những anh chị nào mà tham gia được rất là hay, rất là bản lĩnh luôn anh chị ha, tham gia được ở những cái vùng này thì anh chị mình lên tới đây thì thường thì sẽ yếu tố chốt lời khi mà thị trường rung lắc đó anh chị. Đó họ sẽ bảo toàn cái vốn của họ lại, họ bảo toàn cái lãi của họ lại để thị trường ổn định rồi họ vào lại cũng không muộn anh chị ha. Đấy chốt lời để đừng có bị quay đầu cổ phiếu mà huề đó anh chị hiểu không ạ? Đấy thì những con như Điếc Sen như thế này thì đa phần rất rất là nhiều anh chị mình vui chơi luôn ha. Thì những anh chị mình vui chơi ở cái vùng này thì chắc chắn rằng một điều khi cổ phiếu nó đâm tới đây thì nó phải dừng lại đây để nó vui chơi anh chị, mà nó không có đâm thẳng luôn anh chị ha. Đấy anh chị nhớ một điều rằng em nói với con Điếc này ha, ở đây nó khá là vui chơi nhiều nè anh chị, nó vui chơi khá là nhiều ở vùng này ha. Đó thì khi mà cổ phiếu nó tăng trở lại thì nó phải gặp được những cái vùng này và nó vui chơi cùng thì giá cổ phiếu nó sẽ chững lại quanh 54 anh chị ha, và sau đó nó vui chơi chán chán trường rồi nó mới tăng lại được những cái vùng 100 là anh chị ha. Tại sao cũng thế thôi, sale cũng khá là nhiều anh chị mình vui chơi và bám víu lấy những cái vùng giá ở đây nè anh chị. Đấy thì cổ phiếu mình phải mất rất là nhiều thời gian để tăng đến đây, mà sẽ mất thêm một đoạn thời gian nữa để hấp thụ hết cái lượng hàng anh chị mình chán trường ở đây bán lại hoặc là mua vào đó anh chị. Nếu mà ok hết rồi mới tăng lại được 70 anh chị ha. Đấy à, em xin lỗi anh chị ha, cái dạ dày nó khó chịu quá. Và một số cổ phiếu khác như là đất xanh này anh chị, đất xanh thì tất nhiên rồi, khi mà những cái vùng giá như thế này những nhà đầu tư anh chị mình tham gia khá nhiều này, cái cây mà 7 8 8 tháng 7 này đấy, những cái cây trước nữa này đấy, những cái vùng giá này nè, những vùng giá này anh chị mình tham gia khá nhiều này. Thì lên tới đây chắc chắn phải có một phần lãi rồi anh chị, em lấy thước em đo lãi luôn ha. Đấy gần 90% rồi anh chị, thì tất nhiên chốt lời là điều đương nhiên ha, khi mà nó đã rơi vào những cái kỹ thuật mà chốt lời của nhà đầu tư những anh chị mình mà tham gia ở vùng này anh chị ha, thì chốt lời là điều đương nhiên khi mà thị trường nó tăng 3 4 phiên rồi anh chị. Đấy nó tăng 1 phiên, 2 phiên, 3 phiên này, phiên này phiên thứ tư tăng này, nhưng mà nó gặp yếu tố chốt lời đó anh chị thì nó cần thiết anh chị ha. Rồi chúng ta tiếp tới một số cổ phiếu khác nè, ví dụ như là cái con Nam Long đi anh chị ạ. Đấy cái con Nam Long này nó cũng rất là hay đó anh chị. Đó thì anh chị mình thấy cái gì đó, tất nhiên là những cái vùng này rất rất là nhiều anh chị nhà đầu tư mình vui chơi ở đây. Đấy, với những cái khối lượng cũng còn khá lớn vậy ha,
thì khi đó cổ phiếu nó tăng đến đây thì nó sẽ sao, nó sẽ dừng lại để nó vui chơi đấy, để nó hấp thụ, để nhà đầu tư, những nhà đầu tư mình đó, ai mà mua ở những cái vùng này khi mà cổ phiếu nó phục hồi lên thì cái gì anh chị, họ hồi vốn ở vùng này đúng không, họ mua ở vùng này, hiện tại họ đang lỗ, và khi cổ phiếu nó tăng lên là tới vùng này thì họ hồi vốn. Hồi vốn thì anh chị họ có cái yếu tố là tiết tiền và rút tiền ra để tham gia những cái vùng cổ phiếu khác. Tại vì sao anh chị? Tại vì họ biết chắc chắn một điều rằng, tới đây cổ phiếu nó phải đi ngang, nhưng mình nhìn sang những ngành khác, ví dụ như cái con gì anh chị, cái con băng hồi nãy ví dụ rồi, Techcombank, anh nhìn thấy là cái vùng này Techcombank nó ít người tham gia, mà ví dụ như hai cổ phiếu nó cùng nhau tăng tới đây thì con Nam Long nó sẽ mất thời gian để nó cân bằng hơn con Techcombank đúng không chị, họ sẽ rút tiền ra họ tham gia con Techcombank đúng không, tại vì con Techcombank nó dễ đâm lên hơn con Nam Long đấy, em ví dụ một điều với anh chị rằng như thế ha đấy, thì họ sẽ bán và cái gì anh chị, và cái bên nhà cái họ làm gì anh chị, họ cần làm gì, họ phải gom rồi họ mua lại những cái lượng hàng mà anh chị mình bán ra để đánh lên cổ phiếu đầu tiên nha. Đó là em ví dụ cho anh chị một điều rằng nếu chúng ta tham gia ở những cái vùng như thế này thì tăng lên đây chúng ta nên xem xét, chúng ta chốt lời, chúng ta bán ra để cân bằng lại, chúng ta có thể tham gia những cổ phiếu khác khi mà cái vùng chính giữa này anh chị, cái vùng bụng này anh chị nó rất là nhiều người tham gia chị ha. Đó, ví dụ như anh chị mua những vùng này quá là ok, hiện tại Nam Long lần đấy ok ha đấy, còn đối với những nhà đầu tư nào mà đánh lâu dài một tí thì rất là đều bình thường, khi mà lên đây chúng ta có thể giải ngân tiếp ha, nên chúng ta có thể giải ngân tiếp nếu mà cổ phiếu cân bằng tốt ha, và sớm thôi khi mà cổ phiếu đâm lên đây được thì chắc chắn nó sẽ đâm lên đây được, mà nó sẽ đâm lên đây ok rồi, những cái vùng hỗ trợ đấy không, những cái vùng hỗ trợ, những vùng kháng cự chứ, là nếu những tòa lạc hấp thụ lại tốt thì nó sẽ đâm lên tiếp và nó ít có thể lấy thay giá luôn. Tại vì sao anh chị, tại vì con này nó chưa có thay giá, nó chưa có chạy đà anh chị ha, những con chưa chạy đà là gì, những con chưa chạy đà là những con chưa có gấp đôi hoặc gấp ba giá ở đoạn trước, con này thì cũng gần gấp đôi thôi, nhưng mà đối với em đánh giá, đối với em tìm hiểu, đối với em đánh giá thì con này nó dẫn con tìm lực để nâng cái mức giá rất là cao luôn so với nội tại của doanh nghiệp anh chị ha. Thì khi mà nội tại anh chị khỏe thì chắc chắn là anh chị vẫn còn cái lực để anh chị chạy đà, thì những con như Nam Long em sẽ ưu tiên khuyến nghị với anh chị là anh chị tham gia đầu tư lâu dài giúp em đấy, khuyến nghị với anh chị rằng anh chị đầu tư lâu dài giúp em một tí thì những con như thế này nó sẽ đem lại những thành quả tốt cho chúng ta đấy. Đấy, khi mà anh chị nhìn xem những con khác à, dùng SCR vậy ha, rồi đầu cơ một tí thì anh chị thấy nó lên, nó gặp một vùng kháng cự, hai vùng kháng cự, ba vùng kháng cự và bốn vùng kháng cự, nó rất là nhiều kháng cự anh chị à. Thì những con này, những con đầu cơ thế này thì tại sao nó lại bị giảm mạnh như vậy, tại vì khi mà nó bị giảm như thế đó chị, thì những nhà đầu tư mình có cái yếu tố gì thì có yếu tố chạy khỏi cuộc chơi anh chị, sợ quá sợ quá, ai cũng đầu cơ hết, sợ quá vào ăn nhanh ra nhanh anh chị, thì tạo lập nó sẽ rất là mất thời gian và rất là mất tiền bạc để nó cân bằng cổ phiếu anh chị. Đối với cổ phiếu Nam Long thì anh chị mình đầu tư thì chắc chắn một điều là anh chị phải yên vị đúng không ạ, yên vị thì những nhà tạo lập, những nhà cái, những đội lái họ ít tốn tiền, ít tốn thời gian hơn, khi mà thí dụ như con Nam Long ở đây vùng này tăng lên gặp một kháng cự, gặp hai kháng cự, gặp ba kháng cự thôi, chỉ có ba cái kháng cự lớn thôi, còn đối với SCR nó rất là mất nhiều thời gian để nó đánh lên chứ, một kháng cự, hai kháng cự, ba kháng cự, bốn kháng cự luôn nè anh chị, rất là mất thời gian mất tiền đó, là những con này thì bỏ gì, cho nên khi mà nó gãy rất là nhiều, và khi mà nó tăng lại thì rất là khó tăng anh chị ha. Đấy, người ta hồi phục lên thì anh chị có thể thấy Nam Long này nó hồi phục lên này đấy, nó hồi phục lên thì nó sắp tìm về những cái vùng thứ hai rồi, thứ nhất là thứ hai nè, thứ ba, thứ tư nè đấy, còn con SCR thì nó sẽ mất 5 khúc là anh chị, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm này anh chị, thấy không, rất là mất thời gian đấy. Để, thì cốt lõi ở cái mục nói của em nãy giờ nó nói như thế để anh chị, mình chọn lựa cái ngành, cái cổ phiếu tốt chị mình tham gia chị ha. Đấy, đâu rồi, Novaland đó là anh chị, số cổ phiếu trụ khi mà tạo lập nó đỡ giá liên tục ở quanh những cái vùng 72 thì anh chị biết là nó làm gì đó ha. Đấy, có thể giải ngân quanh đây ha, 72, 73 ha. Ok, nào mình bước tới ngành chứng khoán là anh chị, thì khi mà anh chị một cái điều rằng bùng nổ theo đà rồi thì đa phần là vùng cổ phiếu nào cũng chạy, cổ phiếu nào cũng hồi phục, nhưng mà mình không biết hồi phục tới đâu, thì lúc đó mình sẽ dùng một số cái kỹ thuật gọi là Fibonacci đó anh chị, cái Fibonacci anh chị ha, đấy cái Fibonacci thoái lui đó anh chị, cái Fibonacci thoái lui để mình biết khi nào mà cổ phiếu nó tăng tới đâu anh chị ha. Đấy, ví dụ như
ở những vùng đấy mình kéo Fibonacci ra mà để xem. À, thí dụ như con này thì theo cái tính toán của kỹ thuật đấy thì nó sẽ tăng đến những cái vùng như thế này này, thấy 13 này, và nó sẽ có tỷ lệ quay đầu, xác suất quay đầu khá cao đấy. Lúc đó mình kéo ra anh chị, thì em nói cái này đấy anh chị, thì à em nói này có nghĩa là khi mà ví dụ như anh chị thấy à sẽ xuất hiện phiên bùng nổ theo đà ok rồi, thì chắc chắn là cái gì, thì chắc chắn là toàn thị trường 80% cổ phiếu trên thị trường sẽ hồi phục theo thị theo 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 thị trường anh chị. 80% là những cái cổ phiếu ở những cái mã ngành khác thì nó sẽ hồi phục chung với thị trường đó anh chị. Thì những cái con chứng khoán này tại sao em lại nói như thế, tại sao nãy giờ em không nói bất động sản và bank hồi phục với thị trường mà em lại nói chứng khoán? Tại vì chứng khoán nó đau khá là nặng không chị ha, và khi hồi phục chung với thị trường thì nó sẽ hồi phục rất là quyết liệt đó anh chị. Mặc dù ở những video trước em có nói là à không đánh giá cao ngành chứng khoán, nhưng mà khi mà xuất hiện bùng nổ hay đà thì anh chị có thể ưu tiên ngành chứng khoán để đánh ha. Tại vì những cái cổ phiếu mà nó chảy như thế đấy thì gặp hồi phục thì nó sẽ hồi phục nhanh nhanh hơn những cái mã ngành khác ha. Ví dụ ha, ai con này chứng khoán, những cái mã chứng khoán mà nó bị gãy thì 70% 60% là số lượng mã cổ phiếu mà nó nổi bật trên thị trường. Ví dụ như SSI này anh chị, SSI này anh chị ha, thì mình coi nó gãy bao nhiêu anh chị, ở những cái vùng đỉnh ha, đấy nó gãy cũng 60-70% đấy vậy đấy. Thì những cái mã này khi mà nó hồi phục chung với thị trường mà gặp phiên bùng nổ đà đó anh chị, thì chắc chắn một điều là nó có thể đâm qua đây luôn anh chị, nó đâm về đây luôn nè đó, trước mắt là nó sẽ đâm về đây luôn anh chị khi mà nó hồi phục theo đà đấy anh chị ha. Ok, thì một con thôi, để nói chung với những cái mã ngành chứng khoán thì có thể tham khảo ha. Đặc biệt ha, mình phải đợi tới cái phiên bùng nổ theo đà mình mới đánh được chứng khoán là vậy ha, mình đánh được dòng chứng khoán là vậy ha, còn lại thì không ha, còn lại thì nó vẫn là tiêu cực đấy anh chị, còn lại nó vẫn tiêu cực ha. Bán lẻ trụ, à thị trường giảm điểm phiên vừa rồi thì chắc một điều rằng những cái mã bán lẻ và trụ sẽ là một phần góp phần kéo thị trường xuống đó anh chị. Thì đoạn này kéo xuống làm gì em không biết, nhưng một số cái nhận định hướng giác của em là kéo xuống để chuẩn bị cho một phiên bùng nổ thế đà đó anh chị ơi. Mà chúng ta có thể xem FPT là anh chị, em có nhắn trong room ha, anh chị đợi một tí em mở room khách hàng em lên em cho anh chị xem những cái nhận định, những cái đánh giá của em trong video anh chị ha. Room thế này ok rồi, sinh nhật chị My ha, chúc mừng sinh nhật chị My ha. FPT khả năng sao quay xong rồi có nhịp chạy, anh chị em chưa có hàng có thể vào giá đỏ để sơ nổ à. Thì tại sao em lại nói được như vậy, tại vì anh thấy rằng à một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên, năm phiên, sáu phiên, bảy phiên, tám phiên, là gần 2 tuần đúng không anh chị, nó gần 1 tuần rưỡi 2 tuần đấy. Thì đâu đó 1 tuần rưỡi 2 tuần khi có FPT này nó vẫn loanh quanh đâu đó ở những cái vùng, giá vùng nó không bị gãy xuống 74 ha anh chị, nó không gãy xuống 73 quá anh chị ha. Nè, 73 là nó cũng không có bị gãy khỏi 73, mà cái vol nó tăng, có nghĩa là ở những cái vùng này thì tạo lập họ ép được một lượng lớn nhà đầu tư anh chị mình bán ra khỏi lượng hàng, và ai là người mua anh chị, ai là người bán lĩnh để mua khi mà trong phiên nó đã giảm tới 2,7 điểm tương ứng với khoảng là 3-4% thì đó là tạo lập. Mà tại sao em lại nói vậy, tại vì em xin lỗi anh chị ha, cái dạ dày nó không được tốt. Ok, thì tại vì đó anh chị, nó không đánh gãy khỏi cái nền này là để anh chị nó giữ lại cái giá, nó giữ lại giá để anh chị, nếu mà nó đánh gãy được, nó đánh gãy cái vùng nền này đó anh chị, thì nó sẽ tốn tiền và tốn thời gian để nó đánh lên anh chị. Thì thường thì nếu mà khi mà một cổ phiếu mà muốn đánh lên anh chị thì thường thì họ sẽ giữ giá quanh những vùng hỗ trợ đó anh chị. Thì em ví dụ vậy, với anh chị một cổ phiếu mà nó giữ giá quanh những vùng hỗ trợ mà em vừa đánh thắng vừa rồi ha, anh thường em vừa đánh thắng được vừa rồi đó là cổ phiếu KCB anh chị ha. Đấy thì ở những cái vùng này nè, em thấy vol nó thấp nè, à những vùng này vol nó khá thấp, mà càng về cuối đấy thì cái vol nó tăng cao, cái vol nó tăng cao mặc dù là có một số phiên giá nó giảm nhưng mà nó không đánh gãy được cái vùng 30 này anh chị. Thì có nghĩa một điều ra ta lập đã rất là muốn đánh lên cổ phiếu rồi anh chị, muốn nó lên cổ phiếu rồi mà chưa thấy thời gian, chưa có thiên thời để lợi đó anh chị. Thì họ sẽ cố gắng khi mà mặc dù là họ đạp đấy anh chị, nhưng mà họ không đánh gãy luôn được cái mốc 30 này anh chị. Vì đánh gãy luôn cái mốc 30 xuống ta 27 thì nó sẽ tốn tiền và tốn thời gian để nó đánh lại anh chị ha. Ví dụ như lúc mà cổ phiếu đánh gãy xuống 27 thì nó sẽ tốn rất là nhiều tiền một phiên đánh anh chị, có thể thấy một phiên đánh này anh chị. Không biết là ở bên ngoài cổ phiếu cho nổi trong phiên nó giao dịch bao nhiêu anh chị ha, nhưng mà một cái phiên đấy thì con KBC này nó đánh, thí dụ như tổng có đánh 100 tỷ thôi đấy anh chị, mà lỡ khi mà nó đánh gãy xuống 27 đấy thì nó phải tốn một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên, anh chị tính là bốn phiên là 400 tỷ đấy anh chị. Em thí dụ ha, nếu mà vol nó cân bằng nó cứ đều đều thế này nào, một phiên là 1-200 tỷ, 40 tỷ là chuyện bình thường anh chị.
đó, để nó rất là mất thời gian hay để nó tốn tiền để đánh lên vậy, mà đánh lên thì chắc chắn một điều là nó tốn tiền đó. Anh chị có rảnh thì anh chị tìm hiểu một số cái video đó chị, nếu mà em có rảnh đi nữa em sẽ làm cái video để nói về cái quá trình đánh lên nó cổ phiếu ha. Thì bây giờ anh chị cứ hiểu rằng à, đánh lên cổ phiếu nó sẽ là tốn tiền và cân bằng nó sẽ ít tốn tiền hơn. Đấy anh chị, cân bằng một cái von cân bằng này anh chị, một cái von mà cổ phiếu nó giữ nhịp và nó giữ giá này, đâu có bao nhiêu người giao dịch đâu, nó tạo lập ra của tham gia giao dịch đâu, nó sẽ đỡ tốn tiền anh chị. Đấy anh chị hiểu vấn đề chưa? Ok ha. Đây thì còn FPT nữa cũng thấy anh chị ha, mình sẽ soi kỹ con này anh chị ha. Đấy, những vùng giá này nó không gãy này, vol nó tăng 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 này, ép bán này, bên này vol ép bán này, ok ha. À, MWG một trong những cái cổ phiếu, ôi thôi con này nó hơi tiêu cực một tí rồi anh chị à. Nhưng một điều rằng nó đã rơi về những vùng hỗ trợ cứng ở trước này. Đấy, những cái vùng mà nó bắt đầu nó chạy nha. Đấy thì những cái vùng này anh chị mình mạo hiểm ha, anh chị mình có thể làm mạo hiểm giả ha. À, anh chị mình tham gia những vùng này nè, biết đâu mình lại đánh cược 50-50, khi mình tới những vùng hỗ trợ thường thì cổ phiếu nó sẽ hồi, nó quay đầu rồi sao, đúng không ạ? Thì tại vì tại sao anh chị mình nói một điều cổ phiếu nó giảm liên tục như thế, thì một số thông tin Bách Hóa Xanh đóng cửa hàng là anh chị, đấy nó cắt giảm đi những cái chi phí và đóng một số cái cửa hàng lại để chi chị, một phần là nó có thể là thay đổi cái mô hình kinh doanh đó anh chị đó. Tại vì khi mà những cái Bách Hóa Xanh nằm những cái con gà đẻ trứng vàng mà nó lại đóng cửa đi để nó tiết kiệm tiền, tiết kiệm này khi nọ nào, thì em đánh giá rằng đối với Thế Giới Động nói chung và Bách Hóa Xanh nói riêng, thì em đánh giá rằng người ta đã làm tới cái chức chủ tịch rồi, người ta có những cái hội đồng ban quản trị nó quản lý cái doanh nghiệp này thời gian rất là lâu rồi, thì và những cái lợi nhuận đó anh chị, hàng năm nó sinh ra anh chị có thể coi những báo cáo tài chính và anh chị biết nó tăng đều đều ha, nó tăng rất là hay ha. Đó có nghĩa là cái sự làm việc và cái sự lãnh đạo của những cái ban lãnh đạo của mình, các gợi rất là hay anh chị ha. Thì khi mà người ta đã quyết định như thế thì chắc có nguyên nhân anh chị ạ, nó có nguyên nhân do là lạm phát này khi là nó đầu. Nhưng mà đối với những cái cốt lõi rằng khi mà chúng ta tham gia với những cái cổ phiếu mà nó tốt như thế, tốt như mẫu kích cờ Thế Giới Động anh chị ha, thì nó sẽ là những cái thời cơ khi mà giảm giá đó anh chị, khi mà giảm giá tới những vùng này là những thời cơ cho anh chị mình bản lĩnh, cho anh chị mình quyết đoán và cho anh chị mình có sự tìm hiểu đối với doanh nghiệp anh chị ha. Đấy, mẫu kích cờ thì cũng tương tự như FPT thôi, hai cái doanh nghiệp này nó luôn song hành và luôn là đối thủ cạnh tranh với nhau anh chị. Mình để ý một số cái địa điểm hay là một số tỉnh thành đó anh chị, khi mà có Thế Giới Di Động anh chị thì đối diện đó là FPT, có hai cái họ bán lẻ phải luôn song hành với nhau, một bên là bán lẻ kỹ thuật số, một bên là bán lẻ những cái sản phẩm mà sinh hoạt hàng ngày, đồ gia dụng này kia kia nọ, đồ thực phẩm hay là này kia kia nọ đồ đó anh chị ha. Đấy thì ngành chủ thì em đại diện hai con thế thôi, thường thì em chỉ thấy được hai con nó nổi bật trong ngành chủ với Novaland là anh chị, còn những cái họ Vinhome hay là Vích đó là chúng ta phải đợi thêm nha. Nhưng mà em thấy một điều là Vích nó đang cũng cân bằng tốt là anh chị, đây cân bằng tốt này nó đang đi tới những cái gì thì những cái mô hình tam giác là anh chị ha. Đấy ok, thì em kể như thế thì anh chị mình cũng tự hiểu điều hay, chúng ta đợi nó đi 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 thêm một đoạn nữa nè. Đó tới đây ha, mà vol nó kiệt hay chúng ta thể tham gia ha, vol nó kiệt những phiên này là anh chị một số phiên bùng nổ đâu rồi, nó con này chủ quá đánh hơi khó đấy anh chị, chúng ta đợi hơi lâu ha. Đối với những con chủ này nếu mà anh chị mình có một khoản tiền lớn mà anh chị mình có thân với bên viên này anh chị đó, biết được một số thông tin mật này kia cái đó đâu là thì có thể đánh con này thoải mái ha. Đấy, biết được thông tin mật thì chắc chắn đánh được rồi, em nói này thì nó dư thừa quá đúng không chị, nhưng mà nói những cổ phiếu trụ thì nó mang cái tính nặng về điều tiết thị trường một tí anh chị, thì hơi khó đánh như chị ha. Đấy đấy, ngành dầu anh chị ha, đó như những video trước em nói là không đánh giá cao ngành dầu, dù phiên này phiên đặc điểm thì anh chị chung với thị trường thì cũng không có gì quá nổi bật, nhưng mà thật sự không đánh giá cao với ngành dầu, em cũng không thích phân tích những ngành dầu lắm anh chị ha. Nếu mà anh chị nào mà để lại một số comment ở bình luận thì em sẽ phân tích ha, còn những cái ngành dầu này thì phân tích làm cái gì chi nhiều, tại vì trong 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 những cái gì anh chị, cái biến động của thị trường ở trên thế giới về cái mảng hàng hóa đó chị, thì ngành dầu này nó đánh rất là khủng khiếp anh chị. Anh chị có rảnh anh chị vào investing á, cái mà nãy em bấm đó chị, investing đó anh chị, ok ha. Đấy, ngành dầu thì nó biến động liên tục anh chị, ngày nào nó cũng biến động anh chị ha. Hàng hóa này, đấy dầu thô này, oh my god. Đấy anh chị, một tháng qua, một tháng 3 năm nay thì nó tăng 76%, nhưng trong tháng qua nó giảm 1%. Đấy, một tuần phải giảm 7%. Đấy, hàng giờ này,
nó giảm hàng ngày hoặc nó tăng ngày, nó tăng giảm rất rất là mệt đầu mệt óc anh chị, anh chứ không cho chúng ta ngừng nghỉ đâu. Mà thị trường chứng khoán Việt Nam không có giao dịch 2 ngày cuối anh chị à, không có giao dịch 2 ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật đó anh chị. Thì thứ bảy và chủ nhật anh chị mà nào mà muốn đánh ngành dầu mà để lâu đó anh chị, qua thứ bảy chủ nhật mà nó những cái biến động giá, ví dụ như tăng đi thì không sao ha, tăng thì chúng ta hứng khởi chúng ta đợi ngày thứ hai ha, còn giảm rồi thì cứ rất là sợ khi mà đến ngày thứ hai anh chị à. Thì thế đấy ha, không không có thích sâu ngành dầu lắm ha. Đối với những mẻ phân bón thì nó hết kỳ vọng rồi anh chị, không phân tích phân bón nữa đâu ha, những ngành nào mới còn kỳ vọng thì em sẽ phân tích ha, còn những ngành nào mà khi mình hết kỳ vọng rồi nó cần cái gì nó cần sideways ha thì em sẽ không phân tích nhiều ha. Đây một số như em đã phân tích với một số cái video, cái này nói thật luôn ấy, một số cái video em phân tích này em sẽ cho anh chị coi ha, một số video mà em phân tích ha, nó rất là em nói thật là khi mà em phân tích một số ngành là Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. em có xem cái mã cổ phiếu nó khoảng thời gian dài và em có những cái nhận định khá là sát sao với những cái cổ phiếu đó anh chị ha. Thì em sẽ cho anh chị coi một số cái phân tích của em đối với cổ phiếu thép. Cho quay trở lại tên pha thì hôm dùng lại phá cả ngàn cái nó an toàn mà đánh đó, thì cái con Hòa Phát cũng như thế anh chị, mình phải đợi thêm một khoảng thời gian ha, khi mà những cái biên đao nó liên tục có xảy ra anh chị, những cái biên đao liên tục xảy ra và hiện nay thì giá nó không giảm nữa mà lại đi ngang đó, thì tại sao anh chị? Tại vì họ là tổ chức họ đổi giá đó anh chị, họ đổi giá đó anh chị hiểu không đó, thì mình họ đổi giá họ không đánh xuống nữa thì vấn đề gì mà mình không vào chung với họ anh chị. Ok anh chị có nghe rõ chưa ạ? Đấy thì một số cái vùng giá như thế này em có thể em có khuyến nghị liên tục với anh chị, còn hai phiên như thế này em có khuyến nghị liên tục với anh chị rằng à đoạn này chúng ta sẽ tham gia hòa phát đấy, tham gia dài hạn anh chị ha. Ví dụ phiên này tăng đi mà tê đủ cái ngày mà chúng ta mua cổ phiếu mà cổ phiếu nó về rồi đó anh chị, thì em muốn không bán ra làm gì anh chị, đó nó có thể quay đầu giảm về vùng này luôn, nhưng mà đối với những cái cổ phiếu như là Hòa Phát thì mình thấy là vùng đấy chúng ta có thể mua, chúng ta tích sản anh chị ha. Ok này đấy, tăng bình thường thôi, và ngành thép nó cũng như thế, hoa sen và nam kim đó. SCM đó này đấy. Thì sản điện dịch may thì đoạn này cũng hết kỳ vọng anh chị à, những cái báo cáo tài chính nó sắp ra rồi ha, nhưng mà những cổ phiếu này cũng hồi phục khá là tốt rồi anh chị, hồi phục khá tốt rồi và đoạn này cũng không có động lực nào mới để tăng nữa anh chị, thì đoạn này không đánh giá cao cho nên là mình sẽ không phân tích luôn. Ok ha, đầu tư công à, đầu tư công thì ok anh chị ơi, đầu tư công rất là ok đoạn này ha, đầu tư công thì vào những gần những cái tháng cuối đó anh chị, những tháng của cuối năm đó anh chị, tháng 9, tháng 11, 12 thì những cái tháng đó đầu tư công sẽ bay, em chắc chắn là chị một điều đầu tư công sẽ bay ha, đấy nó bay chắc thị trường luôn đấy anh chị. Để đoạn này anh chị xem một số cổ phiếu mà nó ok một tí ở những cái vùng giá hợp lý thì chúng ta có thể giải ngân anh chị ha, còn khuyến nghị mã nào thì anh chị mình có thể tham gia cái room khách hàng bên em có gắn ở cái phần mô tả của video đó anh chị, mình có thể tham khảo ở cái room khách hàng em ha. Đấy thì em chỉ nói như thế thôi đó, còn lựa chọn mã nào thì tùy ở những cái phân tích Xin chào. à, hoặc là những cái kiến thức của chúng ta anh chị ha. Đây link room hỗ trợ miễn phí là room VIP luôn anh chị, em cho anh chị tham gia room VIP luôn á, hoặc là trực tiếp cho em để em add vào room ha. Đây là trang Facebook của em này, anh chị có thể kết bạn mà mình có thể giao lưu trao đổi ha, đó về những cổ phiếu anh chị ha. Ok thì video của em cũng tới đây thôi, thì anh chị mình nếu mà có thấy những cái khuyến nghị của em mà nó mang lại cái hiệu quả trong quá trình đầu tư của chúng ta thì anh chị mình có thể để lại một phần like, một phần subscribe kênh, một phần comment ở bình luận, đó là những động lực của anh chị ủng hộ em làm những video sau tốt hơn anh chị ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị mình đã dành thời gian quý báu của mình để xem video của em. Em xin dừng video ở đây.